Mới đây tại đường D5, khu dân cư Việt Sinh, Thuận An đã xảy ra một vụ cướp giật điện thoại nhanh như cắt. Được biết đối tượng đội nón bảo hiểm bạc đi quay, giả vờ tiếp cận để mua hàng tại cửa hàng quần áo. Ngay khi cô gái vừa xuất hiện, liền thực hiện hành vi cướp giật chiếc iPhone 7 Plus của cô này. Chưa để cô kịp ý thức thì hắn rồ ga, bốc đầu bỏ đi. Xôi thay cho tên này, chính vì việc vội vàng rồ ga đi trong khu vực đông dân đã gây chú ý và đối tượng lại còn không làm chủ được tay lái. Tự sa vào hàng quần áo, ngã sóng xoài, ngay lập tức từ đầu các anh thanh niên lực lượng xuất hiện và nựng cho tên này khỏi về. Sau khi nện cho tên giật đồ một trận, các anh này còn hài hước quay qua hỏi chị gái xinh đẹp bị giật đồ, anh nựng phầy được chứ em, mạnh thêm không? Cuối cùng, tính làm phi vụ để đời, vậy mà lại thành xuân này con không về luôn. Hiện tượng cướp bóc giật đồ trên đường phố tại Việt Nam đã trở thành một vấn nạn khó có thể kiểm soát. Cách đề phòng duy nhất là mọi người ra đường cần cẩn thận với điện thoại và ví tiền của mình. Đáng buồn rằng, tình trạng này ngày một tinh vi hơn khi mà ta chưa kịp ý thức đề phòng thì đã có thể bị giật đồ bất cứ lúc nào.